Zuma xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt học cấp 3 này. Trong chương mục luyện đi đọc ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một học phần của hình học không gian vector. Dạng bài toán mà hôm nay mình muốn chia sẻ đó là dạng bài toán tìm điểm thuộc đường tròn cố định. Và phương pháp để giải quyết bài toán này đó chính là chúng ta sẽ dùng một cái tính chất của hình học phẳng mà đã học ở lớp 9. Nào trước khi đi vào nội dung của bài toán ngày hôm nay thì nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời nếu là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm vào nút đăng ký và ấn vào chuông chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Umat TV. Trước tiên chúng ta sẽ xét về hai tính chất hình học phẳng mà chúng ta đã học ở lớp 9 liên quan tới các đường tiếp tuyến và các tuyến trong đường tròn chúng ta sẽ có hai tính chất sau. Ở hình đầu tiên, chúng ta sẽ có tiếp tuyến MC và cắt tuyến MAB. Thì lúc nào chúng ta cũng sẽ có cái đẳng thức, đó là MA nhân MB thì bằng MC bình. Đẳng thức này các bạn có thể chứng minh bằng cách là chúng ta có thể xét hai cái tam giác đồng dạng, đó là MCA và MBC. Còn ở hình thứ hai thì chúng ta sẽ có hai cái cắt tuyến đó là MAB và MCD. Thì chúng ta cũng sẽ có được cái đẳng thức đó là MA nhân MB thì bằng là MC nhân MD. Thì đối với hình học phẳng là vậy Còn đối với trong hình học không gian thì liệu điều này có còn đúng hay không? Thì câu trả lời nó vẫn là đúng Ở đây chúng ta sẽ quan sát vào hai cái hình vẽ trong hình học không gian Ở hình đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái tiếp tuyến là MC và các tuyến MAB Thì lúc này chúng ta cũng sẽ vẫn có đẳng thức Đó là MA nhân MB thì bằng là MC bình và tương tự đối với hình thứ hai thì chúng ta cũng sẽ có hai cái cắt tuyến đó là MAB và MCD và chúng ta cũng sẽ có cái đẳng thức tương ứng đó là MA nhân MB thì bằng là MC nhân MD. Ok, như vậy thì dựa vào hai cái đẳng thức này thì mình sẽ cho các bạn hai cái bài tập áp dụng như sau. Bài thứ nhất, trong không gian oxyz cho mặt phẳng P có phương trình là x trừ y cộng z trừ 5 bằng 0. Và các điểm A tọa độ là 3 trừ 1, 2 điểm B tọa độ là 118. Mặt cầu S thay đổi đi qua AB và tiếp xúc với mặt phẳng P tại C. Biết điểm C luôn luôn thuộc một đường tròn C1 cố định, tính bán kính của đường tròn C1 đó. Bài số 2. Trong không gian OTZ cho mặt phẳng P có phương trình là x cộng y cộng z chữ 3 bằng 0 và các điểm A tọa độ là 324, điểm B tọa độ là 532. Mặt cầu S thay đổi đi qua AB và cắt mặt phẳng P theo giao tuyến là một đường tròn C. Có bán kính là nr bằng 2 căn 2. Biết tâm của đường tròn C thì luôn nằm trên một đường tròn cố định C1. Tính bán kính của đường tròn C1 đó. Nào chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên. Ở đây thì mình sẽ vẽ hình cho các bạn xem nhé. Ở đây chúng ta sẽ có cái mặt cầu S là đi qua hai điểm AB và nó tiếp xúc với mặt phẳng P tại điểm C. Mặt cầu S này mình có tâm là Y. Thì như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ cần đi tìm cái quỹ tích của điểm C này. Và bài ra nó đã gợi ý là quỹ tích của điểm C này sẽ luôn luôn thuộc một cái đường tròn C1 cố định. Cho vậy chúng ta sẽ cần phải đi tìm cái bán kính của đường tròn cố định đó. Thì nhiệm vụ đầu tiên ở đây các bạn cần phải đi gọi điểm M là giao của đường thẳng AB giao với mặt phẳng P. Và các bạn sẽ cố gắng đi tìm cái điểm M. Các bạn nhìn vào hình vẽ. Ta rất là dễ dàng đi tìm được tọa độ điểm M bằng cách là chúng ta sẽ đi viết phương trình đường thẳng AB và chúng ta sẽ cho đường thẳng AB này giao với mặt phẳng P. Ở đây thì mình sẽ làm nhanh cái quá trình đi tìm điểm M này. Đầu tiên thì mình sẽ đi tính vector AB sẽ có tọa độ là trừ 2, 2, 6. Mình lấy 2 ra ngoài, bên trong sẽ còn là trừ 1, 1, 3. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn ngay cái vector chỉ phương của đường thẳng AB sẽ có tọa độ là trừ 1, 1, 3. Và điểm thuộc thì mình lấy là điểm A. E. Như vậy thì lúc này chúng ta sẽ có cái phương trình tham số của đường thẳng AB. Sẽ có dạng là x bằng 3 trừ T, y bằng trừ 1 cộng T, z bằng 2 cộng 3T. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy tọa độ x, y, z này chúng ta thay vào mặt phẳng T để tìm được tọa độ điểm M. Ta sẽ có được là 3 t 1 t cộng cho 2 3t 5 0. Và giải ra ta sẽ có được là t -1. Và với t -1 này, ta thay ngược lại vào phương trình đường thẳng AB thì ta sẽ có được cái tọa độ điểm M là 4 2 1 Và ở đây thì chúng ta đã có được tọa độ điểm M và điểm A, điểm B rồi thì ta dễ dàng tính ra được độ dài đoạn MA và MB. Các bạn sẽ có là MA sẽ bằng là căn 11 và MB sẽ bằng là 3 căn 11. Tiếp theo các bạn nhìn vào hình vẽ thì các bạn nối M với C thì rõ ràng là ta sẽ có được là IC luôn luôn vuông góc với MC hay nói chính xác là MC chính là tiếp tuyến của cái mặt cầu S này. Như vậy áp dụng cái đẳng thức mà mình đã cho ngay đầu bài giảng thì ta sẽ có được là MC bình thì bằng là MA nhân MB và bằng là 33. Từ đây ta tương đương được là MC bằng căn 33. Các bạn để ý rằng là điểm M của chúng ta là cố định, còn điểm C là điểm di động nằm trên mặt phẳng P mà MC thì lúc nào cũng bằng căn 33. Nên lúc này chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được là MC sẽ nằm trên một cái đường tròn có tâm là M và bán kính là NMC và bằng là căn 33. Và đây cũng chính là bán kính của đường tròn C1 mà chúng ta cần tìm và chúng ta kết thúc cái bài toán 1 này. Như vậy thì dựa vào bài toán 1 này thì các bạn cũng sẽ làm được bài toán 2 một cách rất là dễ dàng bằng cách là chúng ta sẽ làm khá giống như bài toán 1. Nào chúng ta hãy vào cái bài toán số 2. Ở đây mình sẽ khái quát lại cái bài toán số 2 nhé. Cụ thể bài ra đây sẽ cho là mặt cầu S sẽ có tâm là Y và sẽ đi qua hai điểm A và B. Đồng thời mặt cầu S này sẽ cắt mặt phẳng P này theo một đường tròn C có tâm là Z là cái đường tròn mà mình tô màu vàng đây nhé các bạn. Và các bạn để ý là mặt cầu S của chúng ta di động thì điểm di cũng sẽ di động. Và nhiệm vụ của chúng ta là cần đi tìm cái tâm của đường tròn C tức là điểm di các bạn. Là nó sẽ thuộc một đường tròn C1 cố định. Và chúng ta cần đi tính cái bán kính của đường tròn C1 đó. Tương tự như bài số 1 thì chúng ta đầu tiên cũng gọi điểm M là giao của đường thẳng AB giao với mặt phẳng P. Và các bạn cũng làm y chang như bài toán 1. Tức là các bạn đi viết phương trình đường thẳng AB sau đó cho giao với mặt phẳng P các bạn cũng sẽ đi tìm được cái điểm M sẽ có tọa độ là 111. Ở đây thì cái phần này mình trình bày nhanh. Các bạn sẽ cố gắng là tự làm cho mình, coi có ra kết quả giống vậy không. Như vậy các bạn cũng đi tính được MA và MB. Thì MA sẽ bằng là căn 14 và MB sẽ bằng là 2 căn 14. Bước tiếp theo là các bạn sẽ nối MG cho nó cắt đường tròn C tại hai điểm đó là CD thì rõ ràng các bạn sẽ thấy được là cái JD của chúng ta chính là bán kính của đường tròn C và CD chính là đường kính. Và theo giả thiết cho thì ta sẽ có được là JD sẽ bằng nr nhỏ và bằng là 2 căn 2. Và ta suy ra được là CD sẽ bằng là 4 căn 2. Và tiếp tục áp dụng cái đẳng thức mà đầu bài giảng mình đã cho về hai các tuyến trong đường tròn thì ta cũng sẽ có được là MC nhân MD thì bằng là MA nhân MB và bằng là căn 14 nhân cho 2 căn 14 và bằng 28. Và các bạn để ý là MD thì bằng là MC cộng cho CD. Như vậy thay vào thì biểu thức của chúng ta lại tiếp tục tương đương đó là MC nhân cho MC cộng cho 4 căn 2 trừ cho 28 bằng 0. Tương đương là MC bình phương cộng cho 4 căn 2 trừ MC trừ 28 bằng 0. Và đây là phương trình bậc 2 rồi, các bạn giải rất là dễ dàng ta sẽ tính ra được là MC sẽ bằng là trừ 2 căn 2 cộng cho 6. Và từ MC bằng trừ 2 căn 2 cộng 6 thì ta sẽ suy ra được cái độ dài của MG là sẽ bằng là MC cộng cho CG hay là bằng là 6. Và M là điểm cố định và G là điểm di động luôn thay đổi và nằm trên mặt phẳng P. Như vậy ta dễ dàng suy ra được G nó sẽ thuộc đường tròn C1 có tâm là M và bán kính là MG bằng 6. Và đây cũng chính là bán kính của đường tròn C1 mà chúng ta cần tìm. Như vậy thông qua hai bài toán này thì các bạn sẽ thấy là việc áp dụng cái tính chất của hình học phẳng lớp 9 khá là quan trọng trong một số bài tập liên quan tới hình học không gian vector. Do vậy các bạn cố gắng là đừng bỏ qua những cái dạng toán mà liên quan tới kiến thức này nhé. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng bài giảng này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay thì đừng tiếc để lại cho mình một nút like nghe nha. Đồng thời nếu lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình đừng quên bấm vào nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại yumat tv mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục luyện đề thi đại học tiếp theo